shop hàng Nhật nội địa. Xin chào các bác. Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2019 thì em sẽ lên cái clip để cập nhật cái số lượng máy rửa bát và các cái model máy rửa bát hiện tại đang có tại shop hàng Nhật nội địa. Thì như các bác đã biết thì cái máy rửa bát vào cái mùa này thì bán rất là chạy rồi. Một ngày có khi em bán 3-4-5 con. Tuy nhiên thì Việt Nam mình thì trong cái thời gian gần đây ấy, thì cái lượng người mua máy rửa bát bắt đầu tăng rất là nhanh. Vì cái máy rửa bát thứ nhất là nó cũng rẻ, giải phóng sức lao động cho mọi người. Rửa bát sạch sẽ thì không cần phải dùng đến nước rửa bát. Vẫn còn rất là nhiều các bác khách hàng hoài nghi về cái vấn đề là sạch hay là không sạch, tốn điện hay không tốn điện và có tốn nước không. Thì cũng xin thưa các bác luôn là hàng thì là toàn hàng của Nhật các bác nhé. Một cái đất nước nó phát triển hơn mình cả trăm năm rồi. Họ đã có máy rửa bát cách đây hàng vài chục năm, năm 70 năm họ đã có máy rửa bát rồi. Đấy, cho nên là các bác không cần phải lo về nó có sạch hay không đâu ạ. Tất cả xin thưa với các bác là sạch, cực kỳ sạch. Cho nên là Việt Nam mình không cần phải suy nghĩ cho họ là có sạch hay không. Vấn đề là các bác có mở cái tư tưởng ra để là sắm nói không thôi. Nhiều bác thì bảo là mua làm gì về để nó lười ra, để con cái nó lười rồi tốn điện tốn nước. Máy rửa bát Nhật thì nói với các bác là rửa mỗi một lần thì hết có một nửa số điện vào 11 lít nước thôi, cực tiết kiệm. Người Nhật thì họ nổi tiếng về vấn đề là tiết kiệm rồi, rất tiết kiệm các bác nhé, chứ không họ không hoang phí đâu ạ. Nhưng là máy rửa bát thì một thời gian gần đây thì các bác mua rất là nhiều, cũng giống như Việt Nam mình 20-30 năm trước cái máy giặt ấy thì cũng mua hàng bãi 2-3 triệu cái máy giặt hàng bãi ngày xưa. Thì bây giờ thì các bác cũng sắm cái máy rửa bát cũng 2-3 triệu là cũng có máy rửa bát rồi. Thì hôm nay em cập nhật cái số lượng máy rửa bát hiện tại đang có tại cửa hàng để các bác nào có nhu cầu thì các bác ở lấy nhá. Thì đầu tiên đây là một cái con TS1 các bác nhé, TS1 này, cái dòng Panasonic này. Đấy, con này là 4,5 triệu, sang con TM5 Panasonic. Rồi con này là 6,5 triệu, sang con này là TL7 Panasonic đời 2015 là 8,5 triệu. TL3 đời 2011 hoặc là 2010 thì là giá là 5,5 triệu. Ở đằng sau này là các cái con máy rửa bát của Toshiba, giá từ 3 triệu đến 3,3 triệu. Còn bên này là những cái con Nationa kính rất là ưa chuộng này. Con này là con Nationa SF6 này, 6M63 Typhoon có khử khuẩn tia cực tím này, giá 3,8 triệu. Những cái con Nationa kính SF5 này thì là 3,2 triệu. Ngoài này rất là nhiều Nationa ở đây các bác này, đấy, rất là nhiều cái mức giá cho các bác lựa chọn, dao động thì từ 3 triệu thôi. Này các bác đã có một cái máy rửa bát rồi. Các bác lưu ý là khi mua tất cả các sản phẩm của em đều không có tính phí ship vào đấy các bác nhé. Các bác mua thì các bác phải tự trả tiền ship và không bao gồm đổi nguồn đâu ạ. Để tránh các trường hợp khi các bác nhận hàng rồi các bác nhiều bác phàn nàn là tại sao phải trả tiền ship. Đấy là em nói báo giá với các bác là báo giá không có phí ship và không có đổi nguồn đâu ạ. Các bác hết sức lưu ý khi mua hàng như vậy để tránh các trường hợp mà khi nói đi nói lại nó không hay, nó mất lòng nhau. Clip nào em cũng nói về cái vấn đề là không bao ship các bác. Nếu bác không xem hết clip, không xem kỹ, sau khi đặt mua thì cứ thắc mắc những vấn đề đấy nó rất là khó. Đây nhé, đây còn trong này còn rất là nhiều máy rửa bát. Em đếm sơ sơ qua nó vào khoảng 30 con. Còn ở đây là một cái con máy rửa bát mới các bác nhé. Máy rửa bát mới Panasonic, hàng Panasonic Nhật xịn các bác nhé. Panasonic Nhật xịn sử dụng điện 220V luôn, giá 13,8 triệu, mới đập hộp nguyên thùng. Còn rất là nhiều các mặt hàng nồi cơm điện vừa về, rất là nhiều các nồi cơm 1 lít. Rồi đây là lọc không khí này, hàng sáp đời rất là cao. Chung là rất nhiều mặt hàng mà em cũng không thể nào mà đăng hết trong 1-2 ngày được. Các bác nào có nhu cầu thì hỏi cần mặt hàng gì thì các bác có thể hỏi qua bằng các bác điện thoại trực tiếp cho em. Tất cả các mặt hàng thì em đều ship toàn quốc. Khi ship hàng đều đóng thùng xốp rất cẩn thận. Nhận hàng các bác nhận hàng phải thanh toán. Có những bác khách hàng thân thuộc mua của em hơn 10 sản phẩm rồi, mười mấy sản phẩm rồi. Đấy. Mặt hàng có như nào thì em bán nó như vậy thôi. Không bao giờ có cái gì nói sai hay là tất cả các mặt hàng này đều bảo hành cho các bác là 6 tháng, các bác yên tâm sử dụng. Lỗi đâu các bác mang đi em xử lý, không xử lý được thì sẽ đổi các bác cái khác.
những đồ này, đồ Nhật công nghệ cao rất là lành. Máy rửa bát nó còn lành hơn cả máy giặt ạ. Máy rửa bát chả có gì để hỏng, rất ít cái này hỏng. Sau này là máy hút ẩm các anh nhé, điều hòa một cục này. Vào mùa hè thì em bán điều hòa một cục, có ngày em bán cả chục con. Đọc bán lẻ thôi chứ không nói bán buôn đâu nhé. Các bác nào mà có nhu cầu mua mặt hàng gì thì các bác alo cho em nhé. Cảm ơn các bác.